Dung Audi xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ở trước mặt anh chị em, hôm nay chúng ta có một chiếc Innova sản xuất năm 2016, số sàn bản E. Đây là phiên bản đủ số sàn của dòng Innova. Và xe được sản xuất năm 2016, 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 số sàn. Chiếc xe tư nhân, không taxi dịch vụ. Và có thể nói chiếc xe này là đẹp xuất sắc anh chị em nhé. Bởi vì sao lại nói là đẹp xuất sắc? Bởi vì xe không taxi dịch vụ, xe tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, máy số zin từng con ốc. Và màu vàng cát thì có lẽ là màu đẹp nhất của Innova. Innova nó chỉ có mấy màu thôi. Innova thì theo nhiều năm kinh nghiệm của em thì là màu vàng cát vẫn là màu mà được ưa chuộng nhất cho dòng Innova. Và hôm nay thì em lại rất là vui khi mà em mới mua được chiếc Innova màu vàng cát 2016 xe tư nhân này. Xe siêu đẹp, dành cho những người yêu cái đẹp thì đây đúng quả là một chiếc Innova tuyệt vời luôn. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, có đèn gầm, mặt ca lăng kiểu mới rồi, 2016 rồi anh em nhé. 4 la răng phay, xinh nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome. Hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ. Ở trong xe thì xe có những gì ạ? Đây ạ. Ở trong xe thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng 4 chấu. Rất đẹp. Đây, anh chị em nhìn thấy vô lăng còn rất mới luôn đúng không ạ? Anh chị em nhìn thấy vô lăng này. Đây, nhìn cái vô lăng đã biết được chất lượng của xe rồi. Đấy, củ số này, vô lăng này, nhìn thấy vô lăng là biết rồi. Màn hình Android, camera lùi, giải trí thông minh. Ghế da màu kem. Táp ly táp lô hai màu. Trần nỉ nguyên bản. 3 vùng điều hòa. Xe tư nhân không taxi dịch vụ anh chị em nhé. Xe thì nhìn cái chất xe, anh chị em nhìn thấy cái nội thất này biết rồi. Nhìn thấy vô lăng củ số này không cần phải nói nhiều. Xe nó quá chất rồi. Còn về chất lượng kỹ thuật thì đây, anh chị em nhìn này, keo chỉ này. Keo chỉ không mất một phân. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh, phần chỉ đứng. Đây, phần chỉ cánh sau bên lái đây. Tai, bản lề, chỉ đứng, ốc cánh. Đây, máng nước hai bên này anh chị em này. Hai bên máng nước này. Quá đẹp. Chỉ của cánh sau bên phụ. Chỉ cốp nguyên zin hết nha anh chị em nhá. Em vừa có lẽ là em bỏ sót cái chỉ cốp này. Em sẽ bỏ cho là anh chị em xem lại. Cái này nó hơi khô dầu, tí nữa bỏ tí dầu, bôi một tí dầu vào cái này nó sẽ hết kêu. Chủ người ta đi đây để nó cho tí dầu vào đây sẽ hết kêu. Đây chỉ này, chỉ cốp này. Anh em nhá. Chỉ cốp là nguyên zin hết nhá. Máng nước hai bên nguyên. Cái này tí cho em cho tí dầu vào đây là hết kêu ngay mà. Rồi. Thế còn tiếp đến là chỉ của cánh trước bên phụ. Đây, chỉ cánh trước bên phụ này. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh, phần chỉ đứng nguyên zin hết. Quá đẹp luôn. Anh chị em nhìn lại nội thất của xe nhé. Đây, phần đằng sau này. Xe cực kỳ tươi luôn. Bởi vì là xe tư nhân không dịch vụ cho nên là xe nó rất là tươi anh chị em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu và phần động cơ. Anh chị em nhìn thấy ốc cabo nguyên zin chưa mở này. Chỉ cabo này. Chỉ cabo này. Ốc cabo zin này. Phần tai này. Phần răng này. Anh em nhìn thấy phần tôn này đẹp như thế này thì biết rồi. Bên này cũng vậy. Phần tai này. Phần
răng, phần càng sắt xi. Đó là về phần thân vỏ là nguyên zin hết nhé, cam kết với anh chị em là nguyên zin. Thế về phần động cơ, anh chị em nhìn nhé, anh chị em nhìn thấy động cơ chưa? Ốc nguyên zin từng con ốc nhá, động cơ nguyên zin từng con ốc, nắp dàn cò chưa mở nhá, nguyên zin từ con ốc, nắp dàn cò cũng còn nguyên zin luôn. Đây, ốc từ ốc nắp dàn cò anh em nhé, từ ốc nắp dàn cò. Một chiếc xe như thế này thì có cái gì mà phải nghĩ nữa. Một chiếc xe liệt vào hàng xuất sắc nhá, dành cho những người yêu cái đẹp. Ai cần Innova 2016 màu vàng cát siêu đẹp thì đến với em Dũng Audi, 0855 966 966. Xem xe tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Mọi chi tiết xin liên hệ với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để chốt giá bao rút hồ sơ, chốt giá bao sang tên, hoặc là chốt giá bao sang tên vận chuyển anh chị em nhé. Anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video clip review chi tiết mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, các buổi phát sóng trực tiếp của Dũng Audi. Anh chị em nhà mình vào xem để được tư vấn cụ thể trên live stream, được xem trực tiếp trên live stream, được hỏi đáp trực tiếp trên live stream. Khi bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh, Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.